xin được kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo của cửa hàng bên em ngày hôm nay. À, trước mặt các bác đây là lô vang mà em đã về cái đây tầm hơn một tuần. đó chính là vàng mbook mv 880 các bác nhé. đây là một dòng vàng cổ các bác ạ. nói chung là vàng cổ. nói thật sự với các bác như vậy luôn vì là cái dòng vang này nó thuộc sự cái top là vang số đời đầu nhé. vàng số đời đầu và dành riêng cho những bác thuộc cái nhóm là mới chuyển từ vàng cơ sang vàng số này hoặc là mới chuyển từ một số dòng như là âm ly văn cơ cơ đại số sang văn số để tập thành sử dụng thì có thể là sử dụng những cái con này vì thì những con này thì nó sẽ là vô cùng đơn giản rất là dễ dùng các bác ạ những dòng này thì các bác không cần phần mềm mà các bác chủ yếu chỉnh tay 100% thôi và những cái mục và cái chức năng của nó thì nó cũng không có quá nhiều như nhiều số những dòng vang X nhiều số những cái dòng vang đời cao hơn. Những cái con này thì rất là phù hợp với những bác mà đang tập tành chơi vang số các bác nhé Đấy, thì cái lô vang này thì nó cũng không có nhiều điểm nhấn để mà mình giới thiệu các bác thì em cũng chỉ có một vài cái điểm như sau muốn giới thiệu với các bác thôi. Thứ nhất thì cái mã model đó chính là mã MV880. À, đây là một cái mã model cũng khá là quen thuộc của thương hiệu Mbook. Mbook thì nó có thể là MV 800, MV 880, MV 900 và MV 980 thì đó là những một số cái mã của cái thương hiệu Mbook này nó sản xuất ra. trong đó cái mã MV à, mà, mã là 900 á, của Mbook là cái mã sử dụng chip DFP dạng chip lớn. thì cái mã 900 của Mbook MV 900 thì nó sẽ có hai dạng một dạng 3.1, 5.1 các bạn nhé. còn với cái mã của Mbook um, MV 800 phiên bản màu hồng như thế này. Á, thì à, nó cũng rất là đơn giản thôi chỉ có um, khác màu thôi à, em từng bán một loại màu đen một loại màu trắng và một loại màu hồng như thế này các bác nhá có nghĩa là nó sẽ ba loại thì ngày hôm nay em về các bác là cái lô này cái lô màu hồng nhá một trăm phần trăm là màu hồng số lượng tầm trên 20 con và cũng báo giá cho bác luôn thì một một con mở bốc như thế này đây là văn số các bác nhá thì em đang bán với giá là một triệu hai một con một triệu hai một con các bác ạ thì à, như em đã nói thì cái con này nó sẽ phù hợp với một số các bác mà đang tập tành chơi vang số. Các bác ví vì sao không ạ? Thì đây em nói cho các bác từ đầu luôn rồi. Đây là dòng vang số đời đầu nhá, dòng vang số đời đầu. Chip Yamaha đây các bác này, chip Yamaha, chip Yamaha và chip Dream là những một số cái dòng chip mà sử dụng trên những con vang số đời đầu. Thế nên các bác để ý là những cái dòng này như vậy ạ thì thường là nó cực kỳ dễ cài, cực kỳ dễ dài và dễ dùng nên mới người ta mới nói là ở đây một cái tiêu bản, tiêu bản mẫu để dành cho các bác học cách cài đặt văn số. Ngoài ra thì con này sẽ có một con ram nhé, đây là ram, đây là ram bộ nhớ ghi để bộ nhớ tạm này. Con ram này nó là isis các bác ạ, đây, đây ram isis nhá, cái này cũng là ram đời đầu luôn. À, chip giải mã là chip của thương hiệu akm đúng không các bác nhá, Còn sic, stc và akm. Đây. Đấy, nó có hai con chip giải mã của STC và AKM. Ngoài ra thì uh, nguồn là nguồn van là nguồn sung các bác nhé. nguồn van là nguồn sung này. đây, nguồn van là nguồn sung nhé. nguồn van nguồn sung và một số cái linh kiện bên trong đang khá là đẹp. nói chung là những cái con vang này thì uh, người ta cũng sẽ chẳng bao giờ sửa đâu các bạn người ta ít khi người ta sửa lắm vì một một là nó cũng khá là bền với thứ hai là những con vang giá trị thấp ấy. thường nếu mà có lỗi thì thường người ta sẽ thay đổi ngay thôi Đấy, các bác nhá và cái con này thì em thấy là từ lúc em bán ra đến giờ em chưa thấy một bác nào đổi hàng hay là gửi về bảo hành hay là bất kỳ gặp bất kỳ vấn đề gì cả vì là cái mạch của nó cũng khá là lành các bác nhá ít khi mà nó lỗi hay là ít khi mà nó bị hư vặt lắm còn về phần mặt sau các bác thấy nhá phần mặt sau thì con này sẽ có ba cậu quên ba cậu mic phía trước này ba cậu mic phía trước hai cái chiếc áp à, dạng chip áp lớn như thế này để các bác cài đặt nhé đây một số nút được gọi chế độ này lưu này Đấy, trông hú này đây trong hú riêng đây cho nên với bảo là nó rất là dễ dàng cài đặt nhé và các bác cài đặt bằng tay á, chủ yếu trên hai cái phím này chủ yếu trên hai cái phím này nhấn uh, music vào và nhấn mic vào để các bác cài đặt echo này reverb này à, rồi uh, delay này reverb time các kiểu revert level tất cả mọi thứ ở đây luôn và lưu cũng như là lưu là các bác lưu rất là dễ thôi các bác nhấn store và nhấn enter để lưu ba cổng bên phía trước này ba cổng bên phía trước được kèm theo là ba cái chiếc đáp các bác được ghi âm lượng nhé một số con vang uh, ví dụ như là dòng những dòng vang x thì nó sẽ dùng chip áp là một số cái dạng chìm ấy các bác phải dùng cái bút điện hoặc dùng cái móng tay thì đấy các bác vặn còn con này thì các bác dùng chip app như thế này các bác vặn tăng giảm âm lượng luôn còn về phần mặt sau thì nó sẽ cho các bác là bốn bốn cổng hoa sen đầu vào luôn các bạn bốn ba cổng hoa sen đầu vào trong đó có bgm vcr và dvd hai cổng mít phía sau là cổng dạng rắc này là cái jack rắc canon á canon cái như thế này nếu các bác dùng cái những dạng mic dây á những dạng mic dây hoặc là các bác kéo trực tiếp từ trên cái đầu thu mic mà có hai cái cổng canon các bác thấy không ạ thì các bác có thể cắm trực tiếp vào đây cắm trực tiếp vào đây cũng được nhé cắm hai cổng ba bốn bốn năm cắm ở bốn bốn năm ngoài ra là bốn cái cổng um, uh, canon đầu ra trong đó có là left right và center và sub gần như là đầy đủ hết mọi thứ các bác ạ gần như là đủ hết mọi thứ thực ra mà nói thì nó có cái cổng rs 232 này rồi 232 hai để cài đặt phần mềm nhưng mà em nghĩ là các bác cài không cần cài đặt phần mềm một cái con này làm gì cả vì nó là rất là đơn giản thôi nó không có cái gì cần phần mềm nó không chẳng có cái gì cả phần mềm nó không chẳng có một cái gì cả để các bác cài cả mà cái em cái 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 cài tay của nó vô cùng thuận tiện, nó không khác gì vang vf1 các bác ạ, vang vf1 để vang mở book này, vang udac này, một số trong số đời đầu các bác cài siêu dễ luôn, cực kỳ dễ các bác ạ, chắc chắn là các bác chỉ cần em nói sơ qua một chút là các bác có thể cài đặt được phần mềm của nó, à, cài đặt được cái bằng tay của con này rồi, các bác nhé, à, cùng tăng nguồn phía sau này. còn à, em cũng nói thật với các bác là đây là vang cổ, nói thẳng là vang cổ luôn, à, dành cho người mới tập chơi vang số hoặc là những bác có điều kiện kinh tế kém. À, Echo Revert hoặc là cái độ hay của nó nó sẽ ở mức của những cái con vang tầm từ 1 triệu năm trở về, về về trước Còn nó thì không thể so sánh được với những cái dòng vang mà tầm 2 triệu, 2 triệu, rưỡi, 3 triệu, 4 triệu chắc chắn là nó không thể so sánh được à, Cái này là chỉ là cho các bác mà có cái điều kiện kinh tế thấp này Hoặc là đang tập thành trên vang số thì các bác chơi dùng những con này nó rất là phù hợp các bác nhé Cực kỳ phù hợp giá là phải chăng và các bác nghe nhạc nghe nhạc được con này là cái phần nghe nhạc rất là hay anh à, nghe nhạc cực kỳ bay đấy các bác nhé không phải đua đâu. còn phần mic thì nó sẽ không được như những vàng vàng khác thôi. chứ còn nó ở ở mức trung bình. ok cho các bác nhé. Xin nhắc lại một lần nữa giá của nó sẽ là một triệu hai trăm đồng một con. bạn nào có nhu cầu thì, thì liên hệ cho em nhé. một triệu hai một con các bác ạ. Xin chào các bác nhé.